Với game 2 này, chúng ta có 3 thử thách. Người chơi di chuyển tới nơi có gắn lá cờ của chương trình, bỏ quả dứa lên gánh và gánh về sân khấu. Đội nào về sớm, đội đó sẽ giành chiến thắng. 3, 2, 1, chạy! Mời hai đội ra xem truyền hình. Không cần phải quay lưng lại với nhau đấy. Đấy chưa, đội xanh thấy chưa? Đấy, đội đỏ cũng thế này. Đội xanh cầm chạy kìa. Rồi. Quý khán giả thân mến, sau phần 1 của game thứ 2, chúng tôi thấy rằng đội đỏ chơi rất quyết liệt, giành chiến thắng của phần 1. Chúc mừng đội đỏ. Chúng ta sẽ bước vào phần thứ 2 của game 2. Người chơi cõng nhau đến nơi có gắn lá cờ của chương trình, tìm một cốc chè, quay trở về sân khấu. Trên đường đi thì người ở phía trên phải xúc cho vào mồm người đang chạy. Đội nào ăn hết cốc chè trước, về trước sẽ giành chiến thắng. 3, 2, 1, chạy! Đứng gọn ra đây để cho mọi người xem. Đội xanh kìa, nhanh lên. Ủa, đội xanh đã về đến đây rồi cơ. Xem cốc chè của đội xanh. Ngồi yên. Rồi. Và quý vị khán giả thân mến, đây là hai cốc chè của hai đội. Bên tay trái của MC Quang Thắng sẽ là cốc của đội đỏ. Bên tay phải là cốc của đội xanh. Đội xanh giành chiến thắng. Chúc mừng đội xanh. Hai đội của game 2 đã hòa nhau. Phần 3 của game 2 này, đội nào giành chiến thắng, đội đó sẽ chiến thắng tuyệt đối của game 2. Người chơi đi đến có gắn lá cờ của chương trình và tìm hai chiếc khăn tắm có bông ở hai đầu. Mỗi đầu bông tắm thì có cắm vào tai của hai người. Đội nào chạy về sớm hơn, đội đó giành chiến thắng. 3, 2, 1, bắt đầu! Vòng sang hai bên tai, đúng rồi. Nhanh lên. Ủa là sao vậy? Hai người đeo hai bên cơ mà. Ủa là sao vậy? Đội đỏ không được kìa. Quý vị khán giả thân mến, vì game 2 này, phần chơi thứ 3, hai đội cùng phạm luật. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ chia đều quà cho hai đội. Bây giờ xin mời phần quà của Bột Trộn Sẵn với cô Hương Xưa. Lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Bột Trộn Sẵn với cô Hương Xưa. Nhãn hàng Việt Coco sẽ chọn khán giả. Chéo vàng. Bác gõ vừa gõ bằng cái gì? Bác gõ lại.
Bây giờ cảm ơn bạn. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.